Chỉ 1 triệu thôi sao? Anh chàng nghèo vậy ư? Đếm nhanh nào. Gì? Ôi không, không, không. Cổ phiếu đang giảm. Tài khoản của mình, chúng mình mất hết rồi. Không còn gì. Ba sẽ xem kết quả xổ số ở nhà hàng xóm. 11, 9, 8. Và chữ số may mắn cuối cùng là 4. Xin chúc mừng người may mắn trúng giải thưởng. Là chúng mình. Tuyệt. Chúng mình trúng thưởng rồi. Giờ chúng mình là triệu phú. Chúng mình sẽ chuyển đến nơi tốt hơn. Em mở cho. Nhìn đây, Gregory lúc còn nhỏ. Em sẽ để nó lên kệ. Đáng yêu quá đi. Wow, thật là lộng lẫy. Em sẽ soạn đồ dùng trên lúc còn nhỏ này. Gia đình mình thật may mắn. Cái này dùng để làm gì nhỉ? Wow, xem cửa đang di chuyển. Còn nút này thì sao? Wow, là bóng disco. Để xem ngôi nhà có gì nữa đây. Wow, bồn toilet tự hoạt động luôn. Và giờ đi mua sắm thôi. Ôi trời, mình không nghĩ là sẽ có cả hồ bơi. Đi bơi thôi nào. Nhảy nào. Ao. Cảm giác thật quá. Con trai, đây chỉ là tivi. Mình cần nấu bánh kem sinh nhật cho con trai. Nhìn này, em thấy bột rồi. Em phải làm gì bây giờ? Trey, lăn xuống đi. Em sẽ đánh bại chỗ này để thành bánh. Bột mì xấu xa. Trey, thứ gì trên mặt anh vậy? Mặt nạ bột mì ư? Đúng là chiếc bánh thật tuyệt vời. Đi nào. Chúc mừng sinh nhật con. Đây là bánh của con này. Hãy thổi nến nào. Mừng sinh nhật của con. Anh yêu, nhìn đây. Bé cuốn là ước mơ lớn nhất của em. Em yêu, em xứng đáng có mọi thứ. Không nhìn nha. Ngạc nhiên chưa? Tận hưởng chúng nào. Thứ này tuyệt hơn so với bé cuốn. Em yêu chúng. Cô tiên răng, còn mong cô sẽ cho con tiền. Wow, là thật này. Ba, hãy nhìn đi. Con làm được tiền từ răng này. Wow, giỏi lắm con trai. Đây là ý tưởng hay. Chúng mình có tivi mới. Thật tuyệt quá ba. Nhưng ba lấy tiền ở đâu để mua thế? Ồ, không có gì đâu. Ba bán vài chiếc răng cho cô tiên răng thôi. Chào. Cả gia đình mình sẽ đi đến hồ bơi nha. Xin lỗi, nhưng bạn phải có nón bơi. 5 đô. Thật là mắc quá mà. Giờ đã. Ba có ý tưởng này. Ồ, tuyệt. Đi nào con trai.
Mình có nón nha. Mình cũng vậy. Bạn vui rồi đúng chứ? Không còn nón cho mình. Con yêu dấu, con vẫn đẹp trai mà. Ba, con muốn đôi giày nai bằng vàng. Rồi con trai, cứ để đấy cho ba. Này, đây là cho con. Chúng là của con. Wow, là giày thể thao. Đúng vậy. Ao, cái gì đây? Vàng thỏi. Wow. Tin, mẹ đang bận lau dọn rồi. Con vô phòng đi. Dạ vâng. Ao. Yêu, thật nhiều bụi. Anh yêu, dọn dẹp thật chán quá. Mua một bé robot hút bụi đi. Nhưng chúng mình không có tiền. Tìm cách khác thôi nào. Chờ đã, Gregory. Con trai, ba có nhiệm vụ cho con. Con xử lý được không? Ôi anh yêu, thật tuyệt quá đi. Và giờ đi vào trong các gốc có bụi con trai. Nào, chọn phim thôi. Bộ này, bộ người sói ạ. Đây, còn chắc chứ. Rồi. Chạy thôi. Wow, đúng là một nhà hàng hạng sang. Mình giữ áo giúp bạn nha. Vâng, cảm ơn. Thứ này cho bạn. Để mình tự treo. Cảm ơn. Đây, anh bạn. Tuyệt. Mình nhấc ghế cho bạn nha. Ồ, cảm ơn. Mình sẽ mang menu lên ngay thôi. Đây là menu. Ồ, bạn thật là tốt bụng. Bạn muốn gọi đồ ăn nào đây? Một burger, ý hay đấy. Mình sẽ lấy salad. Tuyệt vời. Ngài có muốn salad luôn không? Hãy chờ chút nha. Một burger và hai salad. Chúc ngon miệng. Các bạn thích chứ? Tuyệt. Đây là hóa đơn. Để mình xem nào. Ôi không, mình hết tiền mất rồi. Còn ai mang theo tiền mặt không? Không. Con cũng không còn gì hết. Có vấn đề sao? Không có tiền mặt. Bạn dùng Apple để trả đi. Ồ, được thôi. Của bạn đây, đi nào. Hẹn gặp lại. Cảm ơn. Xin chào, đến uống trà thôi. Cẩn thận đấy Tim, trà nóng đấy. Cảm ơn mẹ. Xin chào ba, uống trà nào, cảm ơn con. Chào con. Con lấy đường giúp ba nha. Vâng ạ. Xin chào mẹ. Lấy đường giúp con. Được, chờ mẹ chút. Ôi không, điện thoại mẹ hết pin rồi. Không sao, mình còn điện thoại của mọi người. Xin chào. Phục vụ, chúng mình muốn đặt đồ. Mình sẽ lấy salad mắc nhất cùng với hàu và trứng cá muối màu đen. Mình lấy bít tết màu vàng nha. Mình muốn món này và này. Ôi, mình no quá đi. Đây là hóa đơn. Mình trả bằng vàng nha. Mình không nhận trang sức nên trả bằng tiền nha. Tiền. Ai có tiền mặt không? Không. Phiền thật. Sửa mấy bát đĩa này. Là lỗi của anh. Oh.
Ừ này, em tìm thấy gà. Đi nào, đốt lửa thôi. Mẹ, ba, hai người làm gì vậy? Đây, có lò vi sóng để nấu gà cơ mà. Còn mang cái gì vậy? Là phong cách giàu có, còn có tất cả, còn có thể làm những điều mình muốn. Em yêu, nào, anh nghĩ nó ổn. Mong rằng là nó sẽ không đổ. Rồi. Đây, dùng găng tay để không bị bỏng. Wow, gà đã được nấu chín. Mua túi Gucci nào. Và chiếc túi Gucci khác. Và một chiếc túi nữa. Nó đầy đầu quá, mình cần nghỉ ngơi. Của em đây, em yêu. Đây là gì? Xin chào người massage. Đến ngay nha. Giàu có thật là mệt. Ngón tay bạn cần thư giãn. Mình hoàn toàn có thể hiểu được. Người nghèo thì không có tiền để mua mặt nạ. Dùng nguyên liệu thiên nhiên thì sao nhỉ? Cà phê là món quà thiên nhiên. Không tệ. Sao? Ngay cả mặt nạ cũng nói mình nghèo. Mình cần phải sửa đi thứ này ngay thôi. Này, con ăn cái gì vậy? Ngũ cốc rẻ sao? Chúng mình đủ tiền mua cả tấn ngũ cốc. Chờ nha. Của con đây. Ngũ cốc của cả thế giới là của con. Cảm ơn ba. Nhiều quá đi. Bữa tối sẵn sàng. Nhưng chỉ toàn nước thôi. Chà, không ngon sao? Không ư? Quên mất, mình chưa thêm muối vào. Giờ nó ngon rồi đấy. Thật ngon quá. Cảm ơn em yêu. Này, con muốn chiếc nón mới không? Cái này. Còn cái này thì thế nào? Con muốn cái này, còn chắc chứ? Rồi, đi mua thôi. Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Bạn cần một ít tiền sao? Đây. Mẹ cho con tiền đi. Mẹ không còn tiền. Hỏi ba đi. Ba cũng không còn gì hết. Ôi không, mình lại nghèo rồi. Này, hai người kiếm được gì không? Có, nhưng toàn tiền lẻ thôi. Chờ chút. Đó là Bitcoin. Ôi, chúng mình may quá. Chúng mình lại giao rồi.